Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về thị trường trong ngày hôm nay và ngày mai là chúng ta thấy là thị trường sẽ đi vào cái ngày đáo hàng phái sinh thì sẽ như thế nào đó thì chúng ta cũng cần có những cái góc nhìn về thị trường trong ngày hôm nay ha rồi đầu tiên thì các bạn và các anh chị thấy là thị trường ngày hôm nay À, cũng có một cái mức giảm mình nghĩ là thị trường của chúng ta có những cái càng đi lên cao như thế này thì nó có những cái sự rung lắc khá là mạnh, đúng không? mình nghĩ là rung lắc khá là mạnh ở đây. À, và về à, thị trường đóng cửa thì mình thấy là giảm tương đối nhẹ thôi, à, 1,11 điểm và tương đương với 0,09%. Điểm đánh là về cái thanh khoản của thị trường là 17.685 tỷ và những cái mã giảm thì mình nghĩ là áp đảo hơn rồi ở với 276 mã giảm và 185 mã tăng nhưng mà tại là cũng vẫn có tới 13 mã tăng trần được nha các anh chị bạn và có 67 mã đứng giá rồi trong về V10 thì em thấy là về V10 cũng đang có những cái điểm số vẫn thấp hơn so với index rồi ở với à, 1 63 điểm và tương đương với lại 0,14 phần trăm và có 19 mã giảm à 8 mã tăng và chỉ có 3 mã đứng giá. Thì các bạn thấy những cái mã tăng ở trong đây thì mình thấy là đa phần à, là các cổ phiếu thuộc à, ngân hàng đúng không? À ngân hàng. Rồi, à, thì à, trong ngày hôm nay đó à, thì mình thấy là về cái thanh khoản thị trường về cuối phiên thì cũng nhỉnh hơn so với ngày hôm qua à, một tí thôi. Về nước ngoài thì mình thấy là vẫn tiếp tục là một cái à, chuỗi mua ròng đó, với 214 tỷ rồi, về các cổ phiếu như Vinamilk, Vinhome và Hòa Phát các biến động thì các bạn cũng thấy rồi. Việt công băng, mình nghĩ là Việt công băng hôm nay thì à, cũng tạo ra sự rung lắc cho thị trường cực mạnh. Đó. thì à, Việt công băng, à, Dược hậu Giang, Hòa Phát, HDB, MDLG nhựa Bình Minh và Masan và Vinamilk là những cái đóng góp trong cái chiều tăng còn ở chiều ngược lại nãy là có như VIT, VID, VBank, uh, GAT, VINHOME, MBB, VRE và BV, BGV đó thì đó những cổ phiếu đóng góp trong một cái uh, chiều giảm rồi uh, về đây thì các bạn có thể thấy là index của chúng ta liên tục tăng đó không? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 tám phiên liên tục và hôm nay thì có một cái à, à, giảm điểm, đúng không? Thì thấy là một cây nến đỏ như thế này thì em thấy là trong à, cũng nên à, cần cân nhắc, mình nghĩ là cũng nên cần cân nhắc ha. Đó, thì à, trong buổi sáng ngày hôm nay nó cũng cần cân nhắc là gì? À, những cái giảm điểm như thế này. À, cao nhất thì thấy là ở cái nến này là một 178 55 thì mình nghĩ là đây là một trong những cái chúng ta cần cảnh giác hơn sau một cái đà tăng này. Bạn thấy là qua wow, bắt đầu ngày mai ngày thứ năm thì chúng ta hãy là bắt đầu có những cái sự hút giá về lại những cái vùng ở dưới đây và chúng ta sẽ coi là khi nào đúng không Khi nào vì cơ bản thì thấy là uh, những cái hưng phấn ở đây của thị trường chúng ta đang ở mức rất cao uh, ở mức rất cao rồi cho nên là mình nghĩ là nó có khả năng vẫn có khả năng bị điều chỉnh trở về mình nghĩ là điều chỉnh trở về rồi lại tiếp tục đi lên đúng không lại tiếp tục đi lên thì ở đoạn này chúng ta cần coi nó điều chỉnh tới đâu đó, vì cơ bản thì các bạn và các anh chị thấy là ở đây chúng ta thấy là cũng sẽ có những cái mức ở đâu đó ở vùng một, một... hỗ trợ tốt của thị trường đó là nó ở một một năm uh, mươi một năm mươi một, một một năm mươi thì ở đây các bạn thấy là hình thành à, thị trường chúng ta cũng sẽ hình thành về cái hỗ trợ ở đây một một mươi về mặt ngắn hạn còn à, mình nghĩ là với đoạn này nó vẫn đang trong một cái tích lũy thì chúng ta phải cần xem xét với thị trường nào ở à, thị trường này nó điều chỉnh về mặt ngắn hạn như thế nào còn chúng ta thấy là ở đây nó vẫn đang bám về những cái tk này đi lên không? thì ngày hôm nay em thấy đóng cửa ở dưới cái tk này một tí và ngày mai ngày mai mình nghĩ là đầu phiên nó cũng có những cái hỗ trợ ở một 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 sáu bảy một sáu bảy thì cho nên là mình nghĩ là nó rung lắc vào đầu phiên đó, ở trong những cái giờ đầu đầu tiên đó. giờ đầu tiên thì các bạn cũng nên lưu ý mình nghĩ là cũng nên lưu ý để à, đừng bán hoảng loạn ngay đây tại vì ở đây nó vẫn có thể bật lên tại vì ở đây nó vẫn là hỗ trợ trong cái giờ đầu tiên từ tầm à, 9 giờ đến 10 giờ đó thì cho nên là các bạn và các anh chị thấy là chúng ta nên cần cân nhắc ha chừng nào khi nào mất qua ở những cái vùng này mình nghĩ là à, thị trường mất qua cái vùng này á bạn thấy là thị trường nó có mấy những cái điều chỉnh xích sắc đúng không đi về là những cái vùng 1150 này 50 này đó thì mình nghĩ là đây là cái hỗ trợ hỗ trợ và nó có khả năng về t cộng để hồi phục lên ở những cái vùng phía trên này, thì cho nên là các bạn và các anh chị cần cân nhắc về thị trường ha. ở giai đoạn này các bạn mình nghĩ là các bạn mà đánh t cộng đã xác định về t cộng khi chúng ta sai thì chúng ta nên cắt lỗ ngay, đúng không? đoạn này không gồng được các bạn. Đúng không? đoạn này thị trường các bạn và các anh chị không gồng. khi mà chúng ta cân nhắc về coi xem xét những cái hỗ trợ của các cổ phiếu, cổ phiếu nào vi phạm về mặt hỗ trợ, về nguyên tắc của mình thì chúng ta nên các lỗ để chúng ta đưa về vị thế an toàn để chờ những cái nhịp điều chỉnh ở những cái điều chỉnh thuận lợi nhất để chúng ta tham gia trở lại thôi. Đó. Đó, thì mình nghĩ là thị trường nó đang có gặp nhiều rủi ro đấy, Đó, các bạn nên cân nhắc nha. Và những cái nhóm ngành chúng ta cùng view một nhóm ngành một tí. À, các ngành ngày hôm nay các bạn thấy là những cái nhóm ngành như uh, bất động sản, nó mình thấy là cái lực áp lực chốt lời về bất động sản cũng khá là mạnh trong ngày hôm nay nè. Rồi những cái nhóm ng ngân hàng cũng có một cái áp lực chốt lời về cuối phiên nhưng mình nghĩ là cũng khá là cân bằng, à, nó chỉ phân hóa. Còn cái nhóm như là xây dựng nè à, chứng khoán nè đó mình nghĩ là áp lực chốt lời ở những những cái nhóm lớn này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến số của thị trường lớn. Như vậy thì nếu các bạn như giả sử như các bạn thấy là các nhóm về như bất động sản, đúng không? À, chứng khoán, xây dựng, thép à, và dầu khí nữa, thì các bạn thấy là những cái nhóm nào có khả năng giữ được cho thị trường. mình nghĩ là, đó, nó chỉ có cái nhóm ngân hàng, đó, cái nhóm ngân hàng là có thể trụ vững, có thể giữ cho thị trường thôi. đó. còn bây giờ các bạn thấy là về cơ bản ngân hàng nó cũng có khả năng bị sideways, sai quay và tích lũy lại. thấy là đây là những cái hỗ trợ, đúng không? cái những cái hỗ trợ của ngân hàng à, về mặt ngắn hạn, thì cho nên là nếu mà ngân hàng ngắn hạn nó rung lắc như thế này thì cũng là cho cái sự rung lắc của thị trường là có. cho nên là mình nghĩ là cái giai đoạn này các bạn thấy là cực kỳ khó với thị trường để chúng ta chỉ kiếm được những cái cổ phiếu nào mà có điều chỉnh hoặc là tích lũy thì các bạn giải ngân thôi. Còn những cổ phiếu nào không có được sự tích lũy, không có được sự hỗ trợ thì mình nghĩ là các bạn, các anh chị nên xem xét cân nhắc. Ừ, ở khi chúng ta mua sai, khi chúng ta mua sai thì chúng ta nên xử lý về mặt ngắn hàng để chúng ta quản trị rủi ro. Quản ừ, trị rủi ro. Rồi đó là ngân hàng. Mình nghĩ là ngân hàng thì các bạn nên cân nhắc chọn những cái cổ phiếu thôi chứ không có vấn đề gì cả với à, ngân hàng mình nghĩ là cái giai đoạn này các bạn gom gom thì nó ok hơn ổn hơn đó nó vẫn đi xe quay tích lũy nè mình nghĩ là ổn hơn cho các bạn và các anh chị mua mới hơn đúng không à, nếu mà điều chỉnh là vi ban chúng vậy nè bạn thấy là chỉnh lại những cái vùng hỗ trợ này à, có những cái sự rung lắc cực mạnh là các bạn và các anh chị nên à, tham gia vào à, còn mà không có là chúng ta hãy là rủi ro đấy rồi, chúng ta hãy là qua những cái dòng chứng khoán, mình nghĩ là dòng chứng khoán nó cũng không có nhiều cái điểm mua đó rồi, nên, nên mình rất lo với dòng chứng khoán này về mặt ngắn hạn. Cho nên là các anh chị và các bạn nên cần à, lưu ý ha. Nếu các bạn lỡ mua sai thì các bạn nên có những cái xử lý ngay, lập tức, đúng không? Để chúng ta bảo toàn, à, có nghĩa là bảo toàn được cái vốn của mình và giữ cho cái tâm lý an toàn. Và thêm một cái dòng nữa, đó là cái dòng bất động sản thì các bạn thấy là bất động sản là sau khi nó tới những cái vùng đỉnh này mình nghĩ là nó tạo được cái tóc gọi là cái mô hình cốc tay cầm nhỏ đây các bạn đó mình nghĩ là nó sẽ có thể bị điều chỉnh lại rồi nó vòng lên đó thì cho nên là các bạn lưu ý đối với là cái dòng bất động sản thì ngày hôm nay mình thấy là cũng các cổ phiếu như nó cũng có những cái sự điều chỉnh mình nghĩ là nó sẽ như là Vinhome mình nghĩ là đà tăng nó vẫn còn nhưng mà nó tích lũy thôi nó vẫn có hỗ trợ này rồi các cổ phiếu như là đất xanh mình nghĩ là cũng có đang có những cái hỗ trợ này hỗ trợ rất là gần và có khả năng nó có thể chỉnh về biên những cái biên thấp như nó là ở vùng này Đó, thì cho nên là về mặt ngắn hạn các bạn nào mà lỡ mua sai đu sai ở vùng này các bạn có thể uh, xử lý ờ, như dg ông vậy Đó, thì những cái vùng này nó cũng đang mình đánh giá là nó vẫn đang tích lũy ở cổ phiếu như dg này nó cũng khó tăng Đó, nó khó tăng được uh, xa nó có thể là tích lũy rồi đi vượt đỉnh tí Rồi phá khỏi cái hộp này nó lại vòng lại Đó, những cái cổ phiếu như vậy À, thì các bạn lưu ý ha mình nghĩ là nên lưu ý với các cổ phiếu dạng dạng như là 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 bất động sản này ha chúng ta còn bất động sản như thế nào hôm nay mình thấy bất động sản điều chỉnh và rất là mạnh ha chúng ta cần chú ý nha các anh chị bạn. À, thì các bạn nào mua sai mua đuổi hoặc mua sai thì chúng ta nên có những cái việc uh, xử lý về mặt ngắn hạn các cổ phiếu nha các anh chị và bạn nha. À thì ở đây thì các bạn thấy là được là những cái cổ phiếu như vậy đó. và như mình cũng có khuyến nghị mọi người với những cái cổ phiếu này nè đó. Đó. một vùng mua từ cái vùng 10, 10 13.7 cho tới 14.5 đó thì mình nghĩ là nếu mà như giả sử nó mà mất cái vùng này thì mình nghĩ là các bạn nên cũng có sự sớm không xử lý sớm để chỉnh nếu mà giả sử như nó chỉnh rủi ro nó chỉnh lại test lại đây một lần nữa mình nghĩ là các bạn còn tiền À, mình nghĩ là đây vẫn vẫn là hỗ trợ mạnh của à, cổ phiếu VC2, Mình nghĩ VC2 là cổ phiếu khá là mạnh đấy. À, gọi là chỉnh về đây á, thì đây là những cái hỗ trợ mạnh của VC2 các bạn. À, còn vùng này mình nghĩ là nó đang trong cái vùng bị sideways không biết với thị trường này nó áp lực như thế nào, áp lực nó chỉnh cái là các bạn bị, đúng không đó. cho nên là các bạn thấy cũng cân nhắc trong cái việc mà mua hỗ trợ trở lại đối với VC2 ha, để chúng ta cân bằng giá. Rồi, đó là những cái vùng mà mình đánh giá được về thị trường trong ngày hôm nay ha. Rồi, mình nghĩ là về thị trường ngày hôm nay thì cũng có những cái cổ phiếu mà về uh, như là về lãi lớn, đúng không? Thì nó là áp lực cho các cổ phiếu tăng giá, đúng không? Như B, BVB, đó thì mình cũng thấy được những cái cổ phiếu khác như là cũng tăng giá trong ngành vận tải nhưng mà về cuối phiên bị áp lực bán khá là nhiều. Như VTO này, đó, à, BBT này đó thì như BVT mình nghĩ là đây các bạn không không cần mua đuổi đâu nó có thể đi từ, từ 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 từ, lên nhưng mà các bạn thấy là nó vẫn chưa phải đủ mạnh để đi lên ngay lập tức đâu cho nên mình nghĩ là các bạn và các anh chị nào mua thì canh những cái lúc nhịp chỉnh lại như thế này không? về những cái biên thấp thấp quanh quanh đây này đó thì chúng ta nhặt dần với cổ phiếu uh, BVT này mình nghĩ là BBT cũng là một cổ phiếu để cho các bạn uh, tư đối gom được ha gom để chúng ta nắm giữ được Ở trong với những giai đoạn khó như thế này thì mình nghĩ là về cái việc mà chúng ta thấy là về uh, lãi suất không? mình nghĩ là liên tục hạ và mình nghĩ là Fed cũng đang có uh, vẫn muốn mình thấy là vẫn muốn là tăng đó, tăng uh, tăng tăng lãi suất thì cho nên là mình nghĩ là về cái việc uh, đồng đô vẫn đang giữ giá tốt thì những cái nhóm vận tải vận tải biển này sẽ là rất hấp dẫn thì cho nên là những cái cái dòng này nó các bạn nên cân nhắc cho cái việc à, tham gia đúng không à, tích lũy cổ phiếu tích lũy cổ phiếu với giai đoạn này với những cái dòng vận tải biển này ok thì à, ngày hôm nay mình nghĩ là về thị trường mình nghĩ là tăng liên tục rồi thì nó cũng sẽ cần có một cái nhịp đúng không những cái nhịp à, rung lắc à, và tích lũy trở lại để cơ hội vẫn tiếp tục đi lên cuộc ngày 200 cho nên là mình nghĩ là điều chỉnh nó cũng chỉ tiếp tục đi lên Ừ, chứ cũng không phải là quá quá lo lắng đâu nha các anh chị bạn nhưng mà thật sự thì các bạn thấy là những cái cơ hội và rủi ro luôn luôn có thì cho nên là những cái nhịp mà như thế này các bạn mà lỡ mua sai về mặt ngắn hạn thì chúng ta có thể lên xử lý về mặt hạn để à, khi cổ phiếu nó về những cái vùng hoặc là các bạn à, tham gia với tỷ trọng thấp đúng không cái rủi ro các bạn chưa có phải quá lớn thì vì cái tiền tỷ trọng lớn của chúng ta là vẫn là tiền thì chúng ta có thể là canh những cái cái vùng bộ ở dưới chúng ta co vào lại. Ờ, đó là những cái rủi ro về mặt ngắn hàng của thị trường thôi. <laughs> còn bây giờ chúng ta cần lưu ý với thị trường như thế nào thôi. đó. thì ngày hôm nay với những cái dòng dịch may thì à, như TNG đó, như mình cũng có chia sẻ mọi người đã nắm giữ mình nghĩ là nắm giữ cổ phiếu này cũng tương đối là khá lâu. đó. thì cũng nắm giữ khá lâu với cổ phiếu này. đây. thì mình mở lại thôi. Ở trong cái vùng này mình chia sẻ với mọi người về TNG mình có nắm giữ nè, đúng không? đó thì uh, sau bao lâu rồi thì mình tới đây mình chốt lời mình chốt lời với TNG thì với TNG tới cái vùng này mình chốt lời đó. cái vùng 20.9 tới 21 đó, thì ừ. ngày hôm nay mình cũng bán ra và ừ. sau gần như hơn 3 tháng cũng với cái lệnh này nắm giữ từ ở múc dưới đây các bạn đó. thì cũng lãi lên tới đây là sau hai lệnh bán thì phải gần đâu đó khoảng 20 phần trăm với hai lệnh bán và nắm giữ khoảng tầm hơn 3 tháng với TNG đó thì các bạn và các anh chị nào mà nắm giữ lâu lâu một tí đúng không ít thời gian giao dịch ở thời gian giao dịch thì cũng có thể là ok liên hệ mình đó hoặc là chúng ta có thể là mở tài khoản tại SI với cái ID 1791 hoặc là ở VBS các bạn nào có VBS thì có thể chuyển đổi bình đúng không để chúng ta cũng có thể là uh, mua bán và nắm giữ lâu lâu một tí và chúng ta không quá bận tâm với thị trường lắm đó. thì chúng ta có thể là chờ tới mục tiêu và chúng ta chốt lời rồi à, ngày hôm nay thì mình nghĩ là thị trường cũng không có cái gì nhiều để mà chúng ta chia sẻ cả chỉ có là những cái báo cáo về tài chính thì các bạn thấy là có những cái doanh nghiệp mà nó đột biến về lợi nhuận thì tăng trần rất là mạnh trong phiên sáng nay Đó, thì mình nghĩ là tin ra là cái cơ hội để cho các bạn các anh chị chốt lời thôi không? cơ hội chốt lời thì vì cơ bản thị trường nó cũng đi vào những cái đà rất rất hưng phấn và có nguy cơ về đồ thị chúng ta thấy là có nguy cơ nó cũng điều chỉnh ở mặt ngân hàng mình nghĩ là như vậy thì cho nên là chúng ta cần, cân nhắc ha về ngặt ngân hàng thì các bạn nên cân nhắc ở cái vùng 1167 này để chúng ta đưa ra quyết định về mặt ngân hạn để chúng ta xử lý về thị trường nha các anh chị và bạn rồi cảm ơn các anh chị và bạn rất nhiều đã theo dõi hết video này và chúc các bạn và các anh chị một buổi tối thật nhiều vui vẻ bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai À, vào ngày đáo hạn phải xin vào lúc 10 giờ 10 giờ 20 phút để mình cũng có thể là live stream trực tiếp và chia sẻ cho mọi người và cách xử lý từng cổ phiếu nếu các bạn nắm giữ như thế nào ha à, bye bye hẹn gặp lại mọi người nhé